Dạ, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh của Nông Cơ Đức Châu ạ. Hôm nay em sẽ review cho bà con một con máy Iseki bà con nhé. Iseki động cơ 7,5 HP ạ, 7 ngựa rưỡi đấy ạ. Con này là con sới đa chức năng bà con nhé. Có thể sới trước, sới sau này, tạt đất lên luống này, vun luống đánh luống đấy ạ. Rất đa chức năng luôn. Hoặc là kéo rơ móc, kéo thùng này. Đó. Hoặc là bừa ruộng nữa, rất là ok luôn. Gắn bánh lồng bừa ruộng cực kỳ tuyệt vời luôn đấy ạ. Đây bà con nhìn từ xa có thể thấy đây, ở bên kia cũng có một con nữa, đây hai con Iseki. Thì hôm nay sẽ bỏ ra làm mẫu cho bà con, bỏ ra để làm mẫu cho bà con. Thì hiện tại các dòng máy này bên em còn rất là nhiều bà con nhé, nên là bà con không phải lo lắng về khi mà thiếu máy, khi mà những con máy nào khi mà bọn em lên video rồi là lúc nào cũng sẽ sẵn hàng cho bà con không phải lo. Đây, những con Iseki này thì bọn em đã hoàn thiện được 95% rồi, rất là sáng sủa đấy ạ. Xịt sơn chống rỉ này, rồi là làm trơn tru này, máy nổ ngọt ngào, tất cả mọi chi tiết hết rồi. Bà con chỉ việc sử dụng thôi. Còn bên này là một con máy là nó còn nguyên bản nguyên này. Đây khi mà so sánh giữa hai nước sơn hoặc là đánh giá sơ bộ về cái vẻ bên ngoài ấy, bà con thấy nhìn từ xa đây. Như bà con nhìn từ xa đây. Đấy, cái con này em làm sạch. Tại sao mà có một số bà con khi mà đến trực tiếp cửa hàng Nông Cơ bọn em mua máy ấy, thì lúc nào cũng bảo là tại sao khi mà lên video trên kênh YouTube ấy, thì lúc nào máy cũng sẽ rất là đẹp mới, nhưng mà khi đến trực tiếp cửa hàng Nông Cơ ấy, thì máy nhìn lúc nào cũng bẩn rồi nhom nheo. Đây ví dụ như bà con này, bà con nhìn từ xa này. Bà con nhìn từ xa có thể đánh giá được hai nước sơn của hai con máy này đúng không ạ? Nó cũng là cùng một dòng hết đấy, bà con có thể đánh giá được hai nước sơn. Một cái bên rất là mới này đúng không ạ, còn một cái rất là mới, một cái kia thì nhìn rất là cũ và bẩn, nhìn rất là nhom nheo. Tại vì sao? Đây là khi mà khách đã đặt bên em rồi thì bọn em sẽ hoàn thiện 100% như thế này hết bà con này. Bà con không phải lo nhé. Đây. Đây, nó sẽ đẹp đẽ như thế này đây. Còn những cái con máy mà nó cũ như thế này, bọn em sẽ hoàn thiện lại, tức là những chi tiết nào bọn em đánh rửa, xịt sơn, trà bóng, đánh rửa lại để làm sao mà khi bà con nhận được con máy thì sẽ nhận được cái sự hài lòng là cao nhất có thể, vừa ý nhất có thể đấy ạ. Đây bà con thấy này. Đây các chi tiết bô viết có reset này. Đó. Nhưng mà khi bọn em làm nó sẽ làm bóng là như thế này. Đấy. Bóng bẩy như thế nào hoặc là bọn em sơn đi. Đó, thì bà con không phải lo về cái chuyện mà máy đẹp hay xấu. Bà con cứ đặt niềm tin vào bọn em chắc chắn sẽ đáp ứng lại cái niềm tin đó cho bà con. Bà con không phải lo. Rồi đây, máy này thì tại bên em còn rất là nhiều bà con nhé. Còn rất là nhiều. Đấy, Iseki, con này thì động cơ là 7 ngựa rưỡi. Máy nó rất là mạnh mẽ luôn. Con này nó có một điểm hay nữa là số sới của nó là nó có tầng nhanh tầng chậm mà con nhé. Số sới là có tầng nhanh tầng chậm, và nó có tầng nhanh tầng chậm ở số máy luôn. Đó, có tầng nhanh tầng chậm ở số máy luôn. Bên trong là nhanh, bên ngoài là chậm mà con nhé. Đấy, nó có hai tầng dây cura nên là rất phù hợp cho những bà con là muốn tạt đất lên luống, sới đất. Đây, để em quay cái cái bửng cho bà con xem. Đây, cái bửng của nó thì khi mà nó bảnh ra rất là rộng luôn đấy ạ, rất là rộng luôn. Sới đất, tạt đất lên luống, đánh luống, đặc biệt là tạt đất lên luống đấy. Hiện tại cái liềm này là của nó là liềm vừa sới vừa tạt nhá. Còn nếu bà con nào muốn mua thêm liềm tạt thì em sẽ bán thêm liềm tạt cho chuyên để lên luống đấy. Con này đấy, con này nó mạnh mẽ. Tại sao mạnh mẽ là nó có một số là sới nhanh, sới chậm này. Đấy, số sới nhanh, số sới chậm, và có một tầng nhanh, tầng chậm ở cái tầng số máy nữa. Đó, nên là máy rất là nhanh, máy rất là khỏe luôn. Máy 7,5 HP thì bà con không phải lo về sức ngựa nhá. Tạt đất thì cực kỳ mạnh luôn. Con máy Iseki này nó là đối thủ của, nó là cùng phân khúc đối thủ với những dòng là Kubota TX600 hoặc TX700. Đó. Hoặc là FRT60. Đó. Và những dòng như kiểu Yamaha IK700, IK70 đấy, Shibura 750 đấy, 700 đấy. Hoặc là những dòng sới tạt Mitsubishi AR600, 700 đấy là đối thủ của nó hết. Nhưng mà có những con máy này, con máy Iseki này đặc biệt điểm của nó là bà con tìm được một cái chi tiết làm bằng nhựa ở trên con máy này dường như là không có. Chỉ có mỗi cái núm vặn này là duy nhất, núm vặn là chỉnh tay lái là duy nhất là bằng nhựa này. Duy nhất một cái núm tay lái là bằng nhựa thôi, rất là to. Bà con tìm được một cái và cặp bánh bằng cao su thôi. Còn tất cả mọi thứ chi tiết của nó đều làm bằng sắt hết bà con nhé. Đây là những dòng này khi mà về hàng ấy nó rất là nồi đồng cối đá này bà con này. Cực kỳ nồi đồng cối đá và trâu bò đấy bà con. Từ những cái vỏ bô, những cái vỏ viết nó làm bằng inox bằng sắt hết này. Đó, không một cái chi tiết nào làm bằng cao su cả, bằng nhựa cao su cả. À đây, có những cái tấm bửng là cao su thôi. Còn những con máy Iseki này khi mà trên đường từ bên Nhật về Việt Nam mình, lúc nào nó cũng sẽ nhận được cái gọi là sự toàn vẹn nhất. Tại vì sao? Nó làm bằng nhựa. À quên, nó làm bằng bằng sắt thép.
dù nó có móp méo, nó cái gì có va đập mạnh mẽ vào nó đi chăng nữa thì nó chỉ có móp méo thôi, chứ không bao giờ có chuyện bể được bà con nhá, không bao giờ có chuyện bể gãy gạc được. Đó là tại vì sao dòng Isuzu này là một số vùng là rất là chuộng, vùng ở dưới miền Tây là cực kỳ chuộng dòng Isuzu này, và ngoài Bắc và miền Trung làm sao đối với cái độ bền bỉ của nó và cái độ chắc chắn của nó thì tuyệt vời luôn ạ. Còn thì dòng điện của cái dòng Isuzu này nó là dòng điện trong bà con nhé, nhưng mà nó đã chuyển qua cơ cấu là chuyển qua xài IC nên là nó rất là ổn định. Riêng về phần điện thì em sẽ bao cho bà con, chỉ cần là giả dụ như khi bán cho bà con máy này đúng không ạ, về nó bị làm sao đó đi chăng nữa em sẽ gửi cục máy lại cho bà con khắc phục, để bà con thay vào rồi lại gửi cục máy cũ vào cho em. Đó là rất là đơn giản, bọn em kỹ thuật có nên là bà con không phải lo nhé. Đấy nè, số của nó thì có 12 tiến thôi, có 12 tiến và một số xe đó, nhưng mà nó rất là mạnh bà con nhá. Nó có tầng nhanh tầng chậm, tức là nó sẽ chuyển qua chế độ là số 3, 4 ở đây, tầng nhanh tầng chậm đây. Bà con qua số 2 gài vào số 2 phát, bà con gài tầng nhanh phát nó chuyển qua tầng số 3, số 4 ấy, rất là nhanh luôn. Rồi có điều hướng này, hai bên này đầy đủ hết, nhẹ như lông hồng luôn. Bọn em đã chỉnh gọn gàng cho bà con rồi. Đây đôi khi về những cái tay lái này nó hơi bị rỉ sơn một xíu, nhưng mà không sao bà con nhé. Chủ yếu là những cái này, bộ phận này máy móc ngon, dễ nổ, ổn định, bánh biết còn gân guốc còn đầy đủ như thế này, đôi khi rạm nước được một tí không sao, đầy đủ gân guốc như thế này đó. Rồi là các cái bộ liềm còn vuông hàng sắc cạnh như thế này đây bà con này, đấy còn dày dặn đẹp đẽ như thế này đó, bà con thấy không, rất là đẹp đúng không ạ. Đó, và những chi tiết sơn của nó thì như ra đây bọn em chỉ xịt sơn bóng lên một tí thôi, sơn chống rỉ đây, gọi sơn chống rỉ đấy. Đặc biệt của cái thằng Isuzu này là nó xài một hộp số này là hộp số của nó giống như kiểu hộp số của Mitsubishi dòng siêu tô bò, tức là hộp số bằng sắt bà con nhé. Nó không phải là những hộp số bằng nhôm hay bằng gang, mà hộp số của nó là xài bằng sắt. Đây tại sao nó rỗ rỉ như này đây, đây là sắt của nó. Hộp số của con Isuzu này em sẵn sàng bảo hành cho bà con 10 năm. Em sẵn sàng bảo hành cho bà con 10 năm. Và dòng Mitsubishi nữa, em sẵn sàng bảo hành cho bà con 10 năm. Nó rất là bền bà con nhé. Đó, thực sự là hộp số của nó rất là bền luôn ạ. Đây, máy của nó thì 7 ngựa Isuzu đây. Đây. Máy này thì em hoàn thiện cũng khá là đầy đủ rồi, mới mẻ rồi. Đây. Các chi tiết số chiếc của nó là cũng bị hơi mờ một xíu, mà không sao, đây có tem cốt còn đầy đủ. Máy đẹp đẽ lắm bà con ạ. Máy đẹp đẽ lắm đây. Mitsubishi và Isuzu sử dụng chung một cái khóa xăng. Sử dụng chung một cái khóa xăng xài bằng thủy tinh bà con nhé. Đây xài bằng thủy tinh. Đặc trưng của dòng Isuzu và những dòng Mitsubishi siêu tô bò đây là nó sử dụng khóa xăng bằng thủy tinh. Rất là ghê rồi. Đây đằng trước thì mình có thể bát một cái bát này, để một cái mấy cái bát vào đây để bát cái đầu xịt này, đầu xịt thuốc này của motor phát điện bát ở đây, kết nối Zegora, tầng Zegora ở đây này bà con này. Bà con nhìn thấy tầng Zegora đây. Ăn thẳng đây. Bắt một cái bát thanh bát ở đây, bắt đầu xịt thuốc này, phun thuốc này, rồi là đầu rửa xe này, rồi motor dynamo phát điện này, đó rất là nhiều chức năng bà con nhé. Rồi tí em sẽ test thử cho bà con cái số máy với máy nổ con máy này, đây rất đẹp luôn bà con ạ. Đây cái này là xoay 300 bóp là xoay 360 độ rồi này, còn thầy đấy bóp xoay 360 độ rồi. À đây xoay đúng tư thế bà con nhé, cái này bà con nhớ xoay đúng tư thế cho em cái, đấy xoay đúng tư thế này, đó. Tư thế này hiện tại là đang là tư thế tạt đất này bà con này. Tạt đất. Con này tạt đất thì nó siêu mạnh luôn rồi ạ. Thực sự ra thì những cái con máy mà tầm khoảng cùng phân khúc với con Isuzu này ấy, nó có con TX600. Thì cái con TX600 nó có một cái điểm trừ của em là em không thích cái dòng TX600, một cái rằng là dòng Kubota TX600 em không thích. Cái điểm của nó là cái vòng tua của thằng TX600 nó hơi bị chậm một xíu. Đấy, hơi bị chậm một chậm tua một xíu nhá. Em đã so sánh từng cái con này rồi. Hiện tại TX600 thì cái hàng nó rất là ít. Nó về rẻ rác lắm. Đó. Mà những con máy này thì tua thứ nhất là tua rất là nhanh, và thứ hai nữa là nó có cái tầng số nhanh chậm ở đây nữa. Rất là thú vị ạ. Bà con chuyển qua chế độ tạt đất phát nó tạt. Dường như là nếu mà so với vòng tua với TX600 thì con này dường như nó sẽ gấp rưỡi. Gấp rưỡi, tí em sẽ thử vòng tua máy vòng tua liềm dưới tạt cho bà con xem. Đó. Đây tư thế tạt đất này bà con này. Tạt đất ạ. Tạt đất lên luống đánh luống đấy ạ. Rất là mạnh luôn. Ok, để em sẽ thử máy cho bà con luôn nhá. Đây, xoay 360 độ. Cứ bóp cái này là mình xoay này. Đó, trơn tru, nhẹ nhàng. Đó, tư thế xới trước xới sau. Đó, ok, bây giờ em sẽ thử máy cho nổ cho bà con nhá. À, khi giật nổ đấy thì bà con cứ đây, đóng nghe này, con đóng nghe. Đấy, xong là kéo ga lên. Đây, đóng nghe này bà con này. E nó đang mở đây nhá. Thì bà con kéo e lên cho em, gạt e về đây. Trục giật ngay đây luôn. Đấy, cứ vậy là giật thôi. Bà con nhớ là về mo côn nhé, đừng có gài côn nhé.
cứ vậy là giờ thôi. Đấy. Đấy, nổ phát, nghe tiếng nổ phát bảo con mở e ra, giờ thêm cái nữa. Đó, nó rất là dễ nổ ạ. Rất là dễ nổ luôn. Cái này thì em đang bị em chưa chỉnh ốc hãm ga đâu nhá. Cái ốc hãm ga của nó vẫn là đang mức ga vừa phải. Còn nếu mà bà con muốn mạnh hơn nữa, bà con có thể chỉnh cái ốc, nới cái ốc hãm ga ra, nó sẽ ga rú mạnh hơn nữa đấy ạ. Nó thét mạnh hơn nữa. Đó, ok. Đây, số của nó thì nhẹ như lông hồng luôn này bà con này. Một số nhẹ lắm ạ. Đây này bà con này. Đấy, cầm tay phải phải nhẹ nhẹ thôi. Rất nhẹ luôn. Số xe này, số xe này. Đấy. Thôi, vào số tiến đi đã. Số 1 rồi. Đây, số 1 rất là chậm các bạn nhé. Rất là chậm rãi luôn. Đây, em gài. Đây, em gài tầng nhanh này. Chuyển, à quên, em gài tầng chậm này. Chuyển qua tầng nhanh các bạn nhé, chuyển qua tầng nhanh này. Đó. Nó tựa như kiểu là số 2 vậy. Đó, chỉ cần vào số 1 nhưng mà gài sang tầng nhanh vẫn chỉ có số 2. Còn bây giờ qua số 2 này. Số 2 nhanh hơn này. Đó, quên vào số 1 để xe lại lấy đà tí đã. Đây thì em vào số 2 cho bà con xem nhé. Số 2, số 2. Đấy, gạt tầng số 2 và tầng chậm. Tầng chậm nó giật như vậy thôi nhá. Gạt tầng nhanh này. Đây, qua tầng nhanh này. Đấy, nó giật rất là mạnh rồi con nhé. Rồi bây giờ em sẽ thử sới cho bà con. Em sẽ thử cái sới cho. Về mo đã, về mo đã. Ok, về mo. Đây, sới đây thì nó chỉ có đây này. Tầng hình như tầng này là tầng nhanh này. Tầng chậm ngoài cùng này, giữa là mo này. Đó, trong là nhanh này, ngoài cùng là chậm này, giữa là mo. Đấy, em nhanh chứ nhé. Kéo lên thôi, kéo cái bẩn lên, không có lột nữa. Đấy, rất là nhanh, rất là nhanh rồi đó. Nhưng mà khi mà qua tầng nhanh thì các bà con này, qua tầng nhanh này. Thực sự cái này nếu mà tạt thì nó khủng khiếp luôn ạ. Gắn liền tạt vào nữa thì nó là siêu khủng khiếp luôn ạ. Bà con ạ, đây là chưa ga đâu bà con nhé. Đây là máy em đang chạy găng ti. Còn nếu mà ga lên nữa thì cái này không biết là nó như thế nào. Rất là... Đây là ga này, em ga bà con này. Bà con nhìn ở trong video là nó hơi chậm vậy thôi nhé. Tại vì sao? Cái video này là camera của em là cam loại thường. Điện thoại nó đời cũ. Nhưng mà khi mà nhìn bên ngoài nó rất là ảo luôn á. Đó. Nó tít mù luôn bà con nhá. Còn chậm này. Đấy. Sới tầng đây, sới tầng chậm đây bà con này. Một ra ngoài cùng là sới tầng chậm nhá. Đấy, rất là chậm rãi luôn này. Cái này là sới. Đấy. Tầng nhanh hơn tí này. Đó. Như là hết xăng đi bà. Như hết xăng bà con ạ. Rồi ok, cảm ơn bà con rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video. Hiện tại giá máy con này là em đang báo giá là đi 7 triệu 500 ngàn. Có bao ship trên toàn đất nước Việt Nam bà con nhá. 7 triệu 500 ngàn một con này, động cơ 7,5 HP, đa chức năng ạ. Có sới có số nhanh số chậm đồng hoàng luôn. Rồi là quay 360 độ. Tầng nhanh tầng chậm ở số máy luôn. Đầy đủ hết luôn nhá bà con. Đây, tầng nhanh tầng chậm này, số máy này. Số có sới nhanh, số sới có sới nhanh chậm này. Đó. Có thể gắn tháo ra để kéo được móc kéo thùng này, cực kỳ khỏe luôn ạ. Những con này kéo thì bà con không phải lo. Moment xoắn của nó, máy này máy cốt xéo, trục cốt xéo. Moment xoắn của nó rất là lớn luôn. Khi mà kéo thùng hoặc kéo bờ ruộng thì tuyệt vời luôn ạ. Sới đặt tạt đất nữa thì vào tua nhanh thì cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đó. Đây, như con bên này này vẫn còn đây. Bà con chỉ cần là đặt cọc thôi, đặt cọc hoặc chốt thôi. Con máy này nó sẽ sáng đẹp đẽ như con máy này, không khác một tí gì cho bà con nhé. Đây các chi tiết tem mác của nó đây. Bà con không phải lo, hiện tại bên kia em còn gần chục con máy này nữa. Gần chục con nữa. Tại vì là cái lượng hàng Isiki này về là em về là cũng tương đối. Nên là mình cứ đi rồi về hàng, cứ đi hàng vi, hàng về, hàng đi, hàng về. Đấy, nó rất đầy đủ luôn, bà con không phải lo. Đấy, máy rất là đẹp luôn bà con nhé. Bửng rất là lớn, liềm rất là lớn luôn này. Liềm này mà gắn liềm tạt vào nữa lên luống thì nó thực sự là con TX600 hoặc là những dòng máy khác thì em nghĩ chắc là sẽ hít khói. Tại vì sao? Cái vòng tua nó rất là nhanh luôn ạ. Vòng tua rất nhanh luôn, bà con không phải lo nhé.
Rồi ok, cảm ơn con rất là nhiều vì đã quan tâm video ạ. Ai cần cứ liên hệ với sản phẩm này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0326 536 152 thì em sẽ tư vấn và em sẽ quay chi tiết cho nhá. Bà con cứ kết bạn Zalo, nhắn tin kết bạn Zalo, em sẽ tư vấn cho nhá. Dạ, em chào bà con ạ.